Là một trong những trụ cột của chương trình thành phố Bốn An, an toàn thực phẩm đang là vấn đề được Đà Nẵng chú trọng thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ. Với dự án truy xuất nguồn gốc thực phẩm vừa được triển khai giai đoạn 1, các đơn vị chức năng đang hướng đến mục tiêu nâng cao ý thức, nhận thức trách nhiệm của các chủ cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm khi tham gia vào chuỗi truy xuất. Nguồn gốc thực phẩm có xuất xứ rõ ràng, thông tin địa chỉ minh bạch được xem là yếu tố then chốt để người tiêu dùng quyết định lựa chọn một sản phẩm thực phẩm nào đó. Chính vì vậy, trong bối cảnh hiện nay, khi nhu cầu truy xuất nguồn gốc thực phẩm của người dân tăng cao, đòi hỏi doanh nghiệp cũng phải minh bạch thông tin, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất. Từ thực tế này, dự án truy xuất nguồn gốc thực phẩm được Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng triển khai đã thu hút được nhiều doanh nghiệp đăng ký tham gia. Khi tham gia cái dự án này thì cái niềm tin của khách hàng khi dùng sản phẩm của công ty sẽ được tăng cao hơn. Thì sự vì nó chứng tỏ về sự minh bạch sản phẩm của công ty từ khâu của trang trại tới người tiêu dùng. Mà khác thì cái chỗ cái thông tin dữ liệu của sản phẩm được khách hàng truy xuất đầy đủ và chính xác. Hướng đến mục tiêu kinh doanh bền vững, các kênh phân phối bán lẻ cũng có xu hướng nhập các mặt hàng có nguồn gốc xuất xứ, có tem QR code để người tiêu dùng kiểm tra thông tin. Siêu thị thì cũng rất là quan tâm đến những cái mặt hàng mà có mã QR code truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Thì những cái hàng đó rất là đảm bảo về cái độ tính minh bạch của cái sản phẩm cho khách hàng. Đà Nẵng Vinmart rất là quan tâm và ưu tiên nhập những cái hàng đó. Và những cái khách hàng, những cái mặt hàng đó thì thường được khách hàng cũng rất là đón nhận và lựa chọn trong khi mua sắm ở tại siêu thị. Được xây dựng trên cả nền tảng Android và iOS, người dùng dễ dàng cài đặt và sử dụng ứng dụng truy xuất nguồn gốc thực phẩm với cú pháp TXNG Thực phẩm Đà Nẵng. Sau khi tải về, người tiêu dùng có thể tra cứu thông tin về cơ sở thực phẩm, đồng thời tham gia đánh giá phản ánh các vấn đề liên quan an toàn thực phẩm đến với cơ quan quản lý. Tất cả thông tin phản ánh của người tiêu dùng được bảo mật tuyệt đối, được cơ quan quản lý an toàn thực phẩm tiếp nhận, kiểm tra tính xác thực, đồng thời tiến hành thanh tra giám sát và cập nhật thông tin vi phạm của cơ sở. Lên hệ thống để người tiêu dùng nắm bắt. Trong thời gian tới thì mục tiêu chúng tôi là phát triển hơn nữa cái hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm giai đoạn 1 đã được thiết lập. Trong đó thì làm sao để đáp ứng cái nhu cầu của người dân về cái nguồn gốc thực phẩm trong khi mua hàng hóa, và cũng là cái việc mà doanh nghiệp áp dụng nhiều hơn cái hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm điện tử trong cái sản xuất kinh doanh của họ. Dự án truy xuất nguồn gốc thực phẩm giai đoạn 1 là hợp phần quan trọng trong đề án xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030 tại thành phố Đà Nẵng. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý an toàn thực phẩm không chỉ là bước đi đúng hướng đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0, mà giúp doanh nghiệp xây dựng thương hiệu phù hợp với xu hướng tiêu dùng thông minh của người dân.